nó quen rồi đúng không? Dạ. Mình thấy mình hợp với con dâu mình những điều gì cô? Thứ nhất là nó thấy nó hiền, thứ hai là việc gì thấy nó cũng đảm đang, nó làm cũng giỏi, nghĩa là không con nể gì khó gì nó cũng học được hết trơn. Nó trang điểm cái gì thì nó hỏi mẹ, nó thấy mẹ thích gì nó cũng mua nó tặng cho hết. Mỹ phẩm với áo quần nó đẹp là nó mua nó tặng. Hèn chi mẹ đẹp luôn. Coi như là con dâu đẹp là mẹ chồng đẹp luôn. Rất là hợp lý ha. Vậy thì con không biết là hai mẹ con mình có điểm nào mà chưa hợp nhau không chị? Có con rồi á thì cách chăm con đồ hoặc là cách nuôi dạy con đồ á thì theo quan niệm của mình thời nay thì mình muốn bé nó tự lập, theo cái kiểu cách mà dạy con nó cho bé nó năng động hơn, nó tự tin hơn, với lại nó sẽ va chạm nhiều rồi sau này nó sẽ tự đứng lên hơn. Còn theo kiểu bà với lại ông đồ thì thường là yêu thương cháu rồi kiểu như chiều chuộng cháu. Hồi xưa thì lúc chăm con thì em bé khóc á thì ở dưới quê thì thường ban đêm thì người ta kỵ em bé khóc ban đêm á, nên thường là bé ví dụ như khóc đi là thường mẹ vào mẹ nói là con phải dỗ cho bé để mẹ nín, kiểu như vậy. Rồi nhiều khi mình cảm giác những lúc mà bé khóc á thì mình cố gắng mình dỗ cho bé nó không khóc á, nhiều khi cũng có áp lực vậy thôi chứ cũng không có gì hết. Gì nó quá nhỏ mẹ rồi, mẹ sợ là làm phiền sớm thôi. Mẹ có kỳ tính không? Mẹ thì tính là cũng hơi kỹ tính, ngang kiểu hoàn hảo á, nên là mẹ thích cái gì nó đẹp rồi chỉnh chu, đúng rồi, chỉnh chu hơn. Mình thì thường chú Quyền Linh. Dạ, dạ chào cô. Dạ chào quý khán giả. Mình tên là Võ Thị Điều, quê Tiền Giang, là nhân viên ngân hàng về hưu. Tiền Giang là huyện nào cô? Quyền Châu Thành á. Ủa vậy hả? Dạ. Cũng huyện Quyền Linh rồi. Dạ. Vậy Đồng Hương nha. Cô nay nhiêu tuổi? Dạ 59 tuổi. 59. Dạ. Trẻ chú ha. Quá ha. Dạ. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình. Dạ, xin chào MC Huyền Linh, xin chào MC Lê Lộc. Dạ, xin chào quý khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Thí Diễm, năm nay 30 tuổi, quê ở Long An và công việc hiện tại là nhân viên văn phòng. Chị làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi? À, được 3 năm rồi. 3 năm rồi. Long An là qua quận Châu Thành sát bên luôn ha. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình đó, cách đây mấy năm đó, cô thấy cô gái này thế nào? Thấy nó cao ráo, sáng sủa, vui vẻ, nhanh nhẹn, dễ thương. Vừa làm cái lần thứ hai cái nhận làm con gái. Dạ. Cao ráo rồi, đẹp đẽ, xinh xắn là được rồi ha. Con cảm tình ngay lúc đầu, bởi có chiều cao nó hay vậy đó. Còn có người không được chiều cao đó, thành ra nó cũng... Đâu có, con mang guốc con nhiêu đây à. Chứ là dễ thương. Còn chị thì không biết cảm giác của chị khi mà lần đầu tiên gặp mẹ chồng tương lai của mình á, nó bồi hồi không? Thì thấy mẹ là một người phúc hậu, dễ gần, với lại đảm đang. Lúc đầu thì mình cũng run, nhưng mà khi mà mình vào mình cũng thấy mẹ làm gì, mình hỏi mẹ có cần gì con không, mình theo mình phụ thì mẹ chỉ mình, rồi từ từ rồi mẹ hỏi thăm này nọ, mình thấy nó dễ gần hơn, rồi mình cảm thấy nó thoải mái chứ không có run hồi hộp hay là lo lắng gì nữa. Hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Là khi về làm dâu đó, những cái ngày đầu tiên con dâu có bao nhiêu hoàn thiện một cái người dâu con ở gia đình không cô? Dạ có, chuyện gì làm cũng được hết á, phù hợp với mọi hoàn cảnh, cháu làm gì cũng hoàn chỉnh hết á. Dạ. Tại vì á, lúc mà quen nhau á là cũng thường xuyên đi về nhà mẹ, rồi cứ một tháng hoặc hai tháng gì đó là xuống chơi, rồi đi đến nhà họ hàng này nọ đồ chơi suốt trong vòng 5 năm ấy mà trước khi cưới, rồi đi du lịch chung rồi này nọ, nên là cũng quen biết, đúng rồi, xem như là cha mẹ ruột của mình vậy thôi, mình cũng không có run không gì hết. Nó quen rồi đúng không? Dạ. Mình thấy mình hợp với con dâu mình những điều gì cô? Thứ nhất là nó thấy nó hiền, thứ hai là việc gì thấy nó cũng đảm đang, nó làm cũng giỏi, nghĩa là không con nể gì khó gì nó cũng học được hết trơn. Nó trang điểm cái gì thì nó hỏi mẹ, nó thấy mẹ thích gì nó cũng mua nó tặng cho hết. Mỹ phẩm với áo quần nó đẹp là nó mua nó tặng. Hèn chi mẹ đẹp luôn. Coi như là con dâu đẹp là mẹ chồng đẹp luôn. Rất là hợp lý ha.
Vậy thì con không biết là hai mẹ con mình có điểm nào mà chưa hợp nhau không chị? Có con rồi á thì cách chăm con đồ hoặc là cách nuôi dạy con đồ á thì theo quan niệm của mình thời nay thì mình muốn bé nó tự lập, theo cái kiểu cách mà dạy con nó cho bé nó năng động hơn, nó tự tin hơn, với lại nó sẽ va chạm nhiều rồi sau này nó sẽ tự đứng lên hơn. Còn theo kiểu bà với lại ông đồ thì thường là yêu thương cháu rồi kiểu như chiều chuộng cháu. Hồi xưa thì lúc chăm con thì em bé khóc á thì ở dưới quê thì thường ban đêm thì người ta kỵ em bé khóc ban đêm á, nên thường là bé ví dụ như khóc đi là thường mẹ vào mẹ nói là con phải dỗ cho bé để mẹ nín kiểu như vậy. Rồi nhiều khi mình cảm giác những lúc mà bé khóc á thì mình cố gắng mình dỗ cho bé nó không khóc á, nhiều khi cũng có áp lực vậy thôi chứ cũng không có gì hết. Cái gì nó quá nhỏ tại mẹ mẹ sợ là làm phiền sớm thôi. Mẹ có kỵ tính không? Mẹ thì tính là cũng hơi kỹ tính, ngang kiểu hoàn hảo á, nên là mẹ thích cái gì nó đẹp rồi chỉnh chu, đúng rồi, chỉnh chu hơn. Mình thì thường mình cũng không có được chỉnh chu như vậy, có khi mình cũng hơi ẩu. Ví dụ như mình lấy đồ ăn ra hay gì đó thì mình cứ múc đi rồi mình đem bưng lên thôi, chứ mình không suy nghĩ lại là trong cái dĩa thức ăn đó nó còn sót lại phải gom lại để cho nó đẹp, hoặc là phải đậy đồ lại, thì mình không có suy nghĩ tới đó. Có bao giờ bị mẹ la gì đó chưa? Mẹ thì không có la, nhưng mẹ chỉ thôi, nói là lần sau con nhớ chú ý thôi, làm gì cho nó đẹp hơn, thức ăn nó không hư hay gì đó thôi, chứ mẹ hướng dẫn chỉ thôi. Mẹ chồng cũng dễ dãi quá ha. Hình như mẹ chồng mới có nàng dâu đầu tiên nên thương con dâu dữ lắm đó. Dạ dạ. Đúng không con? Dạ. Con dâu nhưng mà như là con gái ruột, thành ra nó gần gũi dữ lắm. Dạ. Có tổ chức sinh nhật riêng cho mẹ không? À, dạ chưa. Có điểm nào mà ở nàng dâu này mà cô chưa hài lòng không cô? Cũng có chút xíu à. Thường thì nó vui vẻ, nó hay cười, nhưng vẫn ai là nó không nói, không cười thì mình biết đó là có cái giờ không vui rồi. Dạ. Chút xíu vậy thôi. Dạ. Em thấy mẹ chị hiền quá ha. Hiền khô hả? Hiền lắm luôn á. Trong mắt mẹ chồng một cô dâu rất là hoàn hảo luôn. Dạ. Và trong mắt cô dâu thì mẹ chồng cũng rất là hoàn hảo luôn. Ở mẹ có điều gì mà khiến chị nhớ hoài không? Điều mà nhớ hoài là lúc mà khi mà đám cưới á. Dạ. Thì tới cái lễ mà phu quy của mình mà bên đàn trai rước á. Dạ. Thì lúc mà làm lễ hai họ xong á thì mẹ xúc động, mẹ khóc, mẹ ôm mình, mẹ nói là rất là vui khi mà cưới mình về. Lúc đó nghĩ mẹ thương em như là con gái mình vậy. Em có nói với mẹ điều đó không? Dạ em không nói, nhưng mà em suy nghĩ trong lòng. Thấy chưa, không có nói mẹ cũng không có biết. Cái này nói xúc dạ, động dạ. Hả cô hả? Vậy đó, cái đó là ngôn ngữ nghĩ thầm đó. Tại vì lúc nào gặp cũng vui vẻ đây. Đây là đầu tiên rồi, khi hai mẹ con là rơi nước mắt đó hả? Dạ, dạ. Xúc động. Nếu như bây giờ có xảy ra xung đột, tranh cãi giữa con dâu với lại con ruột thì cô sẽ bên ai? Thì nhờ giảng hòa, thì ví dụ như coi đứa nào có khuyết điểm thì mình tâm sự riêng, rồi đứa nào phải thì mình tâm sự riêng, rồi giảng hòa lại. Chứ mình đâu có đứng đó mình la, mình phân trần giữa hai đứa được. Mình phải coi cái nào, người nào là sao sao rồi mình mới hòa giải lại. Có bao giờ anh chị làm cho cô khó xử không cô? Chưa. Bởi vì mới mà. Dạ. Bởi vì mới mà. Thật sự thời gian vừa qua thì cũng không phải là mới đâu. Dạ. Mấy năm rồi, mẹ chồng nàng dâu thường xảy ra xích mích hoặc mâu thuẫn từ những giai đoạn đầu tiên. Dạ. Từ năm thứ nhất, năm thứ hai, thứ ba đến năm thứ tư đó. Những giai đoạn mà có thể mới hòa nhập chưa có hòa tan, hoặc gọi là vào nhà ở chưa có quen hết, thì thường xảy ra mâu thuẫn đó. Còn nếu như từ 3 năm trở đi tới 5 năm thì gần như không có mâu thuẫn, gần như không có luôn đó. Dạ. Bởi vì trong cái thời giai đoạn đó họ đã hiểu nhau, họ đã thương yêu nhau, họ chia sẻ với nhau rồi. Hai mẹ con ít nói quá, bây giờ thấy Quỳnh Linh lại lọc nói không? Hôm nay đến với chương trình thì không biết là chị có mong muốn nói điều gì với mẹ không? Mẹ không có sống thường chung, thường tiên á. Mình lâu lâu mình về thôi, cuối tuần hoặc là tháng gì đó mình về. Thì ở nhà thì mẹ với cha thôi, nên là mẹ cũng buồn, nên là mẹ quan tâm sức khỏe mình nhiều hơn, với bớt lo lắng cho mấy con hơn. À, cảm ơn con. Em có thường xuyên gọi điện nói chuyện với mẹ không? Dạ có, ngày nào cũng Zalo lên đặng thấy cháu á. Hôm nay con thấy cô xúc động nhiều lắm á. Cô có điều gì muốn nói không? Con nói vậy là đủ rồi.
con dâu cũng rơi nước mắt, mẹ chồng rơi nước mắt. Dạ. Mà những giọt nước mắt rất là tình cảm với nhau. Để xem cái người thứ ba họ có nói điều gì với hai mẹ con không nha. Dạ. Đó là ông chồng của em. Đây, anh có nhận được lá thư của ông chồng em. Anh là người đọc thư. Mẹ ơi, dường như chưa một lần trong suốt những năm tháng qua con nói với mẹ rằng con yêu mẹ, con thương mẹ. Con chỉ mặc nhiên đón nhận sự yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng từ mẹ. Nhưng trong sâu thẳm tim con, mẹ là người quan trọng nhất. Thật sự con thấy mình vô tâm quá, thậm chí là vô tình với mẹ nữa. Chưa một lần con nói câu yêu thương mẹ. Để con làm cái này cho, con làm cái kia cho mẹ. Thậm chí chưa một lần con mở miệng xin lỗi mẹ, dù con biết mình sai. Tính con ngang bướng, cố tình làm trái ý mẹ, để mẹ buồn giận triền miên. Nghĩ lại con thấy mình càng tệ. Giờ chỉ thấy mình lười biếng, làm khổ mẹ thêm. Những niềm vui đơn giản với mẹ dường như rất là ít. Đời mẹ buồn nhiều hơn vui, chỉ có con cái làm an ủi. Vậy mà con không dám hứa gì bây giờ, vì con sợ mình sai lời lại làm mẹ buồn thêm. Nhưng hôm nay thông qua chương trình, con muốn gửi lời cảm ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con. Và con xin lỗi vì những muộn phiền lầm lỗi của con đã gây ra cho mẹ. Thật tâm con yêu mẹ nhiều lắm. Vợ ơi, anh biết anh hay cáu gắt, khó chịu, làm vợ buồn. Đôi khi vì công việc mà anh phải về trễ, hay đôi khi anh hơi lười, không phụ vợ trong việc nhà. Những lúc như vậy, vợ không nói gì cả, nhưng trong lòng chắc là vợ buồn, buồn nhiều lắm. Rồi từ lúc có em bé, vợ phải làm nhiều việc hơn nữa, phải thức khuya dậy sớm. Chồng hứa với vợ là sẽ bớt khó chịu lại, cố gắng về sớm với vợ, và con sẽ cùng vợ lo cho con tốt hơn nữa vợ nhé. Chồng thương vợ nhiều lắm. Một lá thư khá cảm động cô nhỉ. Có lẽ một người mẹ đã hy sinh cho con trai quá nhiều, sẵn sàng bỏ qua tất cả những lầm lỗi của con. Và chính con cũng đã nhận ra điều đó. Và Linh nghĩ rằng sau lá thư này, sau cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay trong Mẹ Chồng Nàng Dâu, thì chắc chắn con cô sẽ thay đổi. Đây là lời nói đầu tiên mà chồng viết thư như vậy, chứ thường cũng ít tâm sự về nhiều khi tâm lý chắc đẻ trong lòng nhưng mà không nói ra. Đúng rồi, có khi để trong lòng. Nhưng những lời trong thư thật sự là yêu thương, thật sự một sự hối lỗi, thật sự là một lá thư đong đầy những cảm xúc. Tại vì con trai thì nó ít gần gũi mình, từ tới học tới lớp 9 rồi bắt đầu nó học miết, thương nhớ nó rồi về lo nó ăn uống, rồi nó cũng biên tí học vượt, nó không có gần gũi bạn gái. Quỳnh Linh nghĩ rằng là lúc trước cậu ấy còn trẻ. Dạ. Cũng vẫn chưa nghĩ tới có thể phạm những cái sai lầm ở trong. Dạ. Cái thư này. Dạ. Nhưng bây giờ cậu ấy đã lớn rồi, giống như bài hát của nhạc sĩ đã viết á: mẹ ơi con mẹ đã già, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ đó. Dạ. Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Yeah. Một câu chuyện rất là xúc động của một người con trai. Yeah. Và hy vọng rằng cái sự bình yên đó nó sẽ mãi mãi ngự trị trong gia đình của mình. Chuyện hứa sẽ luôn sau này sẽ lo lắng cho mẹ nhiều hơn. Cảm ơn. Gọi điện cho mẹ nhiều hơn nha. Thẻ với lại chồng con với con với thằng cháu. Rồi, một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Chúc gia đình bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-trong-1 Care For. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Care For gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Dạ, còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Cảm ơn chị và cô đã đến tham gia chương trình ạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô khỏe nha.
người đồng hương. Dạ. Vậy mới mốt về có dịp ghé nhà chơi. Rồi, xin chào cả nhà nha. Cảm ơn chị ạ.